Những thông tin sẽ có trong bản tin VTV Trị Hiên số 3 ngày 29 tháng 10 năm 2023. Bộ Giáo dục tháo gỡ khó khăn trong dạy môn tích hợp. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến mở thêm 4 trường trực thuộc. Nam sinh thi đường lên đỉnh Olympia gây sốt vì đẹp trai như Harry Potter. Bộ Giáo dục tháo gỡ khó khăn trong dạy môn tích hợp. Bộ Giáo dục và Đào tạo hôm 24 tháng 10 đã ra văn bản hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong việc dạy môn khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý. Bộ đề nghị các trường phân công giáo viên giảng dạy có chuyên môn phù hợp với nội dung theo mạch chương trình. Thầy cô chủ trì môn học ở mỗi lớp sẽ phối hợp với các giáo viên khác để kiểm tra, đánh giá và thống nhất điểm số của học sinh. Sau về hướng dẫn về việc thực hiện chương trình giáo dục trung học ban hành năm 2021, khi đó mới áp dụng với lớp 6, lần này Bộ nhấn mạnh hơn việc phải đưa giáo viên có chuyên môn phù hợp dạy theo mạch nội dung. Giữa tháng 8, khi gặp gỡ giáo viên cả nước, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thừa nhận dạy tích hợp là một trong những điểm nghẽn và khó khăn nhất khi triển khai chương trình mới và có thể được điều chỉnh. Tuy nhiên, Phó giáo sư tiến sĩ Chu Cẩm Thơ, trưởng ban nghiên cứu đánh giá giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho rằng rất đáng tiếc nếu môn tích hợp bị tách về từng đơn môn bởi dạy tích hợp là chủ trương đúng giúp học sinh phát triển phẩm chất, năng lực như mục tiêu của chương trình mới. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến mở thêm 4 trường trực thuộc với định hướng phát triển lên thành đại học thời gian tới, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến thành lập thêm 4 trường trực thuộc. Thông tin trên được giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Trương, hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Viện Đào tạo Quốc tế diễn ra chiều 26 tháng 10. Ông Trương cho biết với định hướng phát triển thành Đại học Kinh tế Quốc dân, thời gian tới nhà trường sẽ thành lập 4 cơ sở trực thuộc gồm: Trường Kinh tế, Trường Kinh doanh, Trường Công nghệ và Trường Quốc tế trên nền tảng của các khoa, viện hiện nay đồng thời việc nâng cấp viện đào tạo quốc tế trở thành trường quốc tế cũng sẽ tạo động lực để viện tiếp tục đẩy mạnh chất lượng đào tạo tiếp thu công nghệ giáo dục tiến đến thu hút giảng viên nhà khoa học và sinh viên quốc tế đến trường ông hy vọng qua đó sẽ góp phần giúp nhà trường sớm trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu xuất sắc tại việt nam và ở châu á cũng nhân dịp này thứ trưởng phúc thay mặt bộ giáo dục và đào tạo trao bằng khen của bộ trưởng giáo dục và đào tạo cho tập thể cá nhân viện đào tạo quốc tế trường đại học kinh tế quốc dân Nam sinh thi đường lên đỉnh Olympia gây sốt vì đẹp trai như Harry Potter. Nguyễn Phú An, học sinh lớp 11B1 trường Trung học phổ thông Tô Hiệu thành phố Hải Phòng là người đã giành vòng nguyệt quế thi tuần 2 tháng 1 quý 1 đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 với số điểm là 210. Không chỉ gây ấn tượng với khán giả bằng sự điềm tĩnh trong từng phần thi, nam sinh còn thu hút người đối diện bởi vẻ ngoài điển trai thư sinh. Tại trường quay của cuộc thi đường lên đỉnh Olympia, thí sinh Nguyễn Văn Cường đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông, tỉnh Quảng Nam đã dành lời khen cho chàng trai ở Hải Phòng. Lần đầu gặp Phú An, em đã thấy bạn ấy toát lên vẻ đẹp của một trai Hàn Quốc. Thật là một cậu bạn tài sắc vẹn toàn phải không các em? Chúc cho chàng trai Phú An đến từ thành phố Hải Phòng sẽ thật may mắn và thành công trong những vòng thi sắp tới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin VTV Chị Hiên số 3 ngày 29 tháng 10 năm 2023 chúc quý phụ huynh và các em học sinh có một tối cuối tuần vui vẻ và đừng quên đồng hành cùng chương trình vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên youtube học văn chị hiên còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo